Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một số những cái ví dụ tiếp theo và chúng ta sẽ cùng đồng hành với anh Quang để cùng xem là anh áp dụng những cái phân tích kỹ thuật này như thế nào. Anh có nói rằng là có VNM nữa, đúng không ạ? Thì anh có thể chia sẻ một chút rằng là bây giờ với một nhà đầu tư cá nhân mà họ chưa có xác định được cái phương pháp phân tích kỹ thuật này, họ sẽ tiếp cận với cái cổ phiếu này như thế nào? Cách đơn giản nhất với các nhà đầu tư mới thì có lẽ chúng ta nên dùng những chỉ báo đơn giản thôi. Ví dụ như hiện tại anh có thể cho tôi xin đường EMA 20. Một đường EMA khá là phổ biến để chúng ta nhìn những cái xu hướng ngắn hạn. Vâng. Ở đây thì chúng ta đang có đường EMA 50 50 đúng không đúng ạ? không ạ? Bây giờ chúng ta chuyển sang đường EMA 20. Thông thường thì tôi có một cái kinh nghiệm nhìn khá đơn giản, đấy là những cái cổ phiếu ấy mà nó đang ở trong xu hướng tăng mạnh thì thường là những nhịp điều chỉnh và những cái nhịp tăng tiếp theo nó sẽ thường vận động chủ yếu ở trên đường EMA 20. Tức là đường EMA 20 nó đóng vai trò như là một đường hỗ trợ và nó sẽ không bị vi phạm trong suốt cái xu hướng đó. Thì xu hướng đấy được coi là một xu hướng mạnh. Thì với cái vận động hiện tại của Vinamilk thì có thể coi là Vinamilk đang ở trong một xu hướng tăng mạnh tương đối so với các cổ phiếu khác, khi mà chúng ta thấy là nhịp điều chỉnh gần nhất của Vinamilk thì vẫn vận động ở phía trên đường EMA 20. Và để đơn giản thì nếu mà giao dịch một cách đơn giản thì chúng ta hoàn toàn có thể là nắm giữ cổ phiếu VN 30, à xin lỗi, nắm giữ cổ phiếu Vinamilk cho đến khi cổ phiếu này giảm xuống dưới đường EMA 20. Còn nếu mà nó vẫn vận động phía trên thì chúng ta hoàn toàn có thể nắm giữ cổ phiếu này Dạ vâng. và đi theo cái xu hướng đó. Vâng, rất là đơn giản. Cách rất đơn giản. Tức là chúng ta xác định được cái xu hướng đúng không ạ? Ngoài ra thì còn cái chỉ báo nào mà để anh có thể xác định được cái điểm mua cổ phiếu này để cho nhà tôi cảm thấy rằng là có thể nắm giữ được dài hạn hơn? Để nắm giữ dài hạn hơn thì có lẽ là chúng ta phải nhìn những khung thời gian rộng hơn. Vâng. Vì cái khoảng thời gian chúng ta nắm giữ thì nó sẽ theo cái khung thời gian mà chúng ta phân tích, ví dụ như khung tuần chẳng hạn. Vâng. Đúng không ạ? Thì ở trên khung tuần chúng ta thấy là chỉ báo, ví dụ như là ở chỉ báo RSI chúng ta thấy là hiện tại đang ở mức đâu đó khoảng 65.29. Và nghĩa là nó vẫn chưa chạm đến cái vùng quá mua. Quá mua. Ít nhất là vượt trên 70, và đối với những cổ phiếu mạnh thì thậm chí nó có thể vượt trên 70. Nghĩa là chúng ta thấy là cái dư địa trên khung tuần của cổ phiếu Vinamilk nó vẫn còn. Ít nhất là về mặt kỹ thuật tôi thấy là đến thời điểm RSI nó chạm vùng 70 hoặc trên vùng 70 thì tôi mới có thể là cân nhắc để canh tìm điểm bán. Và thời điểm hiện tại tôi nghĩ là nó sẽ vẫn tiếp tục có một cái xu hướng tăng tốt. Vâng. Đó thì đấy là cách chúng ta nhìn, có thể nhìn vào dư địa của các chỉ báo kỹ thuật ở khung lớn. Vâng. Như khi nãy anh có chia sẻ rằng là anh lại xem khung ngày để có thể tìm được cái điểm mua tốt trong những phiên điều chỉnh đúng không ạ? Thế thì cụ thể ở đây Vinamilk chúng ta nhìn như thế nào? Thực tế thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đã qua một cái điểm mua rồi, bởi vì rõ ràng là trong một cái xu hướng tăng thì những cái nhịp điều chỉnh, ví dụ như nhịp điều chỉnh cách đây khoảng 3 phiên đúng không ạ, thì đấy là những nhịp điều chỉnh mà có thể cho chúng ta cơ hội mua vào và canh chốt lời khi giá vượt đỉnh. Nhưng bây giờ thì nó đã vượt đỉnh rồi, nghĩa là chúng ta đã qua một điểm mua đẹp của Vinamilk. Thì hiện tại chúng ta khả năng thì với diễn biến hiện tại chúng ta sẽ vẫn phải chờ một nhịp điều chỉnh tiếp theo và chờ các chỉ báo kỹ thuật nó xuống đến vùng quá bán và cho chúng ta một điểm mua mới. Còn hiện tại ở thời điểm này khi mà trong một xu hướng tăng mà cổ phiếu đã vượt đỉnh và tạo một mức đỉnh cao hơn thì gần như chúng ta không còn nhiều cơ hội để có một cái vị thế đẹp. Vâng, vị thế không đẹp thì khó có thể nắm giữ được lâu. Dạ, đúng ạ. Dạ vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với một ví dụ nữa đi ạ. Rất là hay phần này, tôi thấy rằng là rất là khán giả gọi là áp dụng thực tế thực chiến. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng đây là những cái dữ liệu mà chúng ta có thể tham khảo và coi đây là những cái ví dụ. Để mà áp dụng thì cũng phải mất rất là nhiều thời gian để nghiên cứu thêm và đánh giá tổng quan, và trước tiên là về mặt cơ bản đã và về mặt thanh khoản của cổ phiếu. Đó, chúng ta sẽ cùng lấy ví dụ thêm về DGVK, một cổ phiếu khác ngoài VN30 đi. Đây thì anh Quang có chia sẻ rằng là cũng là một cái cổ phiếu mà có thể áp dụng thành công cái chiến lược giao dịch phân tích kỹ thuật đúng không ạ? Cổ phiếu này thì thực ra nó tôi áp dụng phân tích kỹ thuật thì nhiều hơn vào giai đoạn trước của nó, tức là giai đoạn khoảng năm 2020-21. Thời điểm đó thì đây là một cổ phiếu mà có thể coi là siêu phẩm thời điểm đó đúng không ạ? Tăng trưởng đến 17-18%. Thời điểm đó thì áp dụng phân tích kỹ thuật vào cổ phiếu này thì chúng ta có thể bắt được những xu hướng rất mạnh. Vâng. Tuy nhiên thời điểm hiện tại nếu các bạn nhìn rộng hơn ở trên khung tuần thì rõ ràng là DGVK đang trong một nhịp điều chỉnh trên khung tuần, điều chỉnh giảm trên khung tuần. Và với những cái cổ phiếu mà nó đang trong một cái xu hướng chính là điều chỉnh như vậy thì rõ ràng chiến lược của chúng ta chỉ nếu muốn kiếm tiền thì chỉ có thể là giao dịch ngược xu hướng. Tức là khi mà một xu hướng giảm thì tôi thường không kỳ vọng rằng mình sẽ bắt được đáy. Tuy nhiên thì tôi kỳ vọng rằng mình có thể bắt được một nhịp hồi tương đối của cổ phiếu và chúng ta có thể chốt lời ở cái nhịp hồi đó. Chúng ta sẽ rất khó áp dụng cái việc giao dịch thuận xu hướng, ví dụ tôi mua và tôi chờ phá đỉnh trong những cái giai đoạn như thế này. Giai đoạn này phù hợp hơn thì chúng ta nên cố gắng là tìm một cái thời điểm mà có thể tạo một cái đáy ngắn hạn và chúng ta bắt một nhịp hồi.
Và chúng ta có thể chốt lời ở thời điểm mà giá chạm các ngưỡng kháng cự gần, ví dụ như là những cái đáy trước hoặc là chạm đời EMA. Thì cái cách tiếp cận đó phù hợp hơn là việc là chúng ta cố gắng bắt một cái đáy và chờ nó vượt đỉnh. Thì như vậy nó sẽ hơi mơ mộng quá trong đoạn ngắn hạn. Anh dựa vào những cái chỉ báo kỹ thuật nào để xác định cái đáy của nhịp hồi? Thông thường thì tôi vẫn hay sử dụng các chỉ báo mà nó cho cái tín hiệu có mua có bán và kết hợp thêm với các mô hình nến. Ví dụ như là tôi sẽ tìm những mô hình nến nó có xác suất đảo chiều cao và lại trùng với những thời điểm mà chỉ báo tạo điểm có mua có bán, điểm có bán. Như hiện tại thì rõ ràng là với cái mô hình nến trên khung D1 của DDGO thì chúng ta chưa nhìn thấy cái sự tin cậy ở đó. Đúng không ạ? Tức là khung này là chưa có đúng không ạ? Chúng ta chưa tìm thấy sự tin cậy ở đó. Bởi vì ví dụ gần nhất nhá, chúng ta có thể thấy là bỏ qua phiên hôm nay thì chúng ta trong phiên hôm qua và phiên hôm trước nữa thì chúng ta thấy có một cái mô hình theo kỹ thuật thì gọi là bullish Harami, tức là một cái nến nhỏ nó được ôm ở trong một cái nến giảm trước. Tuy nhiên thì cái chỉ báo này nó cần một sự xác nhận, tức là một cái điểm confirm là giá nó phải vượt qua cái mức cao nhất của cái phiên ngày hôm mùng 5 tháng 8, tức là phải vượt qua cái vùng là 57.4. Đó, thì hiện tại chúng ta chưa có cái sự xác nhận đó. Và mô hình hiện tại thì theo đánh giá của tôi thì chưa phải là một điểm mua quá đẹp về mặt kỹ thuật. Mặc dù là một số những cái chỉ báo kỹ thuật, ví dụ RSI là cũng gần về đến vùng quá bán rồi đúng không ạ? Và chúng ta cần kết hợp thêm với một số cái tín hiệu về nến. Thì hiện tại chúng ta chưa có sự xác nhận về mô hình nến. Nếu mà để mà biết về mô hình nến thì chắc là phải học rất là nhiều. Vâng, thì nó bổ sung cho cái lỗi số 1 và số 2. Đó là cái lỗi về nhận thức thì chúng ta sẽ phải thông qua quá trình nghiên cứu. Vâng. À, nhân đây thì cũng xin được chia sẻ với quý vị khán giả là chúng tôi có rất là nhiều những cái flashcard, những cái bộ mô hình nến. Trước đấy thì chương trình cũng có được tặng khá là nhiều. Hình như là tôi nhớ không nhầm là tôi cũng đang để ở dưới bàn làm việc thì phải. Thì lát nữa tôi kiểm tra lại xem, hình như đâu đó có khoảng tầm độ chục bộ gì đó. Thì nếu mà khán giả nào mà quan tâm muốn có được cái bộ flashcard để học với các cái mô hình nến đó thì có thể nhắn tin cho tôi hoặc là comment ở trên những cái bài post của tôi trên khớp lệnh, thì địa chỉ ở đó. Thì tôi sẽ gửi ra qua cho quý vị, nếu có thời gian tôi sẽ gửi qua cho quý vị đó, để chúng ta sẽ cùng gọi là tìm hiểu và làm sao để cùng nhau gọi là giải đáp, gọi là giải mã thị trường được nhiều hơn, giải mã được các cái mã chứng khoán được nhiều hơn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục với một cổ phiếu nữa để anh Quang lấy làm ví dụ, như là HAH. Được vâng. Cổ phiếu này thì nếu mà đa số hiện tại thì như tôi đã nói là thị trường đang trong một nhịp điều chỉnh, do đó nên là đa số các cổ phiếu thì nó cũng sẽ có cái sự tương đồng, tức là đa số các cổ phiếu thì cũng đang ở trong một cái nhịp điều chỉnh ở trên khung tuần, thì HAH cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Thì với những cổ phiếu như hiện tại thì cái quan điểm của tôi là nếu chúng ta vẫn muốn kiếm tiền thì chúng ta chỉ nên kỳ vọng là chúng ta kiếm một nhịp hồi thay vì việc là chúng ta cố gắng tìm một cái đáy để chờ cổ phiếu vượt đỉnh. Vì chúng ta biết là trong một nhịp điều chỉnh thì nó sẽ có rất nhiều các cái điểm phục hồi lên và chỉ có một điểm trong số đó là đáy. Và cái xác suất để chúng ta tìm được cái điểm đó thì về cơ bản nó rất thấp. Do đó nên ở thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta muốn đầu tư cổ phiếu này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta chỉ nên kỳ vọng rằng nó sẽ có một nhịp hồi đâu đó lên vùng 41 đến 42 thì sẽ phù hợp hơn ở góc độ ở giai đoạn hiện tại, thay vì chúng ta kỳ vọng là có thể nó sẽ phải tìm được một cái đáy và vượt cái đỉnh 46-47 thì có thể cái kỳ vọng là một nhịp phục hồi lên vùng 41-42 sẽ khả thi hơn thời điểm hiện tại. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quang. Với những trạng thái kỹ thuật này. Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là những cái phân tích và những cái ví dụ vừa rồi thì cũng rất là chi tiết rồi, nhưng mà thực ra là một cái buổi lên sóng có 45 phút thôi thì rất là khó để mà chúng ta coi như là một buổi học để các quý vị khán giả có thể học được hết những gì mà kinh nghiệm rất nhiều năm qua của anh Quang ta cũng đã nhận được những cái chia sẻ rồi. Còn bây giờ thì có lẽ là gọi là thực chiến luôn trên các cái câu hỏi của quý vị khán giả đi. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Đó là phần món ăn kèm để giải đáp các câu hỏi của quý vị khán giả. Đọc qua bình luận của khán giả đây thì Phương Nam thấy rằng là đa số là rất là tích cực và cũng gửi lời cảm ơn đến chương trình vì một chương trình rất là thiết thực và giá trị với các cái nhà đầu tư, và đặc biệt rằng là những người đang mong muốn học hỏi theo cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Nhưng mà đâu đó cũng có một vài bình luận cũng khá là anti những cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Các bạn cho rằng là phân tích kỹ thuật chỉ là phân tích quá khứ thôi. Nhưng mà thực ra thì tôi nói thật, trên thị trường đầu tư đây cũng là một cái tranh cãi diễn ra rất nhiều năm rồi. Cũng rất là bình thường. Quan trọng rằng là nếu mà chúng ta
cảm thấy chúng ta theo đuổi cái phương pháp nào mà chúng ta cảm thấy hiệu quả với cái quá trình đầu tư của chúng ta là được. Nhiều bạn bảo là như thế này là VTV định hướng nhà đầu tư lướt sóng. Thực ra tôi nói rồi, tất cả những cái phân tích kỹ thuật nó đều phải dựa trên nền tảng cơ bản của doanh nghiệp, và đặc biệt là những cái cổ phiếu đó ở trên thị trường thứ cấp chúng ta biết rồi, nó tác động rất là lớn bởi cái tâm lý con người và đặc biệt là cung cầu trong ngắn hạn. Nếu mà các bạn muốn có một cái vị thế tốt, các bạn muốn có một cái điểm mua điểm bán hợp lý thì chắc chắn là chúng ta cũng phải đâu đó sử dụng đến cái phương pháp phân tích kỹ thuật. Còn nếu như mà bạn có một cái nguồn vốn rất là lớn, rất là dồi dào và bạn phân tích cơ bản rất là tốt và đọc được định giá của doanh nghiệp rất là tốt thì rõ ràng là, và đặc biệt là phải có một cái vị thế, đúng không ạ? Vẫn phải có một cái vị thế mua tốt thì chúng ta mới có thể nắm giữ được dài hạn trong nhiều năm. Đó là cái chia sẻ từ phía chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả sẽ cùng đặt ra thêm những câu hỏi ạ. Rồi, PLX ở đây bạn Phong Bùi có hỏi nhưng mà lúc nãy cũng trả lời rồi, phân tích cụ thể rồi. MBB đi ạ. Dạ vâng ạ. Trước khi trả lời về các cổ phiếu thì tôi cũng xin phép là trả lời cái bình luận vừa rồi một chút của anh Nam, tức là dạ, okay. Về phân tích kỹ thuật thì thực tế là đúng là nó phân tích quá khứ, tuy nhiên thì nó như tôi đã nói thì nó không thể tách rời được phân tích cơ bản. Và thực tế là các phương pháp đầu tư thì nếu các bạn đi theo một cái trường phái phân tích cơ bản, ví dụ như đầu tư giá trị đi, thì thực tế là phân tích kỹ thuật nó vẫn có thể đóng một vai trò góp sức rất lớn cho phương pháp đấy. Tôi lấy ví dụ như là các bạn là một nhà đầu tư kỹ thuật, nhà đầu tư về đầu tư giá trị, các bạn tìm được một cổ phiếu mà các bạn nghĩ rằng là có định giá thấp, có tiềm năng tăng trưởng và các bạn muốn là sẽ đầu tư tích sản cổ phiếu đấy. Thì thông thường cái cách tích sản thụ động đấy là mỗi tháng mình có thể bỏ ra một khoản thu nhập và mình mua cổ phiếu đấy như kiểu là một khoản đầu tư, một khoản tiết kiệm. Tuy nhiên nếu các bạn lồng ghép thêm về phân tích kỹ thuật thì các bạn sẽ có thể có cái giá vốn mua tốt hơn rất nhiều. Ví dụ như là chúng ta chỉ nên mua khi cổ phiếu nằm dưới MA 200 hoặc là mua khi cổ phiếu đang có RSI ở dưới vùng quá bán. Thì rõ ràng chúng ta sẽ có giá vốn tốt hơn nhiều so với việc là chúng ta tích sản một cách thụ động. Như vậy để tôi nói rằng phân tích kỹ thuật hoàn toàn có thể bổ sung cho tất cả các phương pháp phân tích cơ bản. Và nó có thể tăng tính hiệu quả của phương pháp đó lên. Tôi nghĩ rằng là thiếu một trong hai thì cũng không thể nào mà hoàn thiện được, đúng không ạ? Rất là khó, và nếu như mà kết hợp được nữa thì rõ ràng là chúng ta có nhiều công cụ hơn và sử dụng nó một cách hợp lý thì chúng ta sẽ gọi là thực chiến hơn ở trên thị trường. Bởi vì như anh Quang quý vị có thể thấy, kể cả những cái thị trường phát triển chứ không chỉ là thị trường chứng khoán Việt Nam là thị trường cận biên, mà chúng ta rõ ràng là thị trường chứng khoán phát triển như Nhật còn giảm 13% một phiên, hay là KOSPI của Hàn Quốc còn giảm đến 8-9% một phiên và phải gọi là ngừng giao dịch luôn chỉ cách đây có 2 hôm thôi. S&P 500 Dow Jones cũng như vậy, và chúng ta cũng không thể tránh khỏi những cái phiên mà giảm 50 điểm như vậy. Nếu mà không có giá vốn tốt thì rõ ràng là nhiều nhà đầu tư đã phải bán trong hoảng loạn. Thì nó sẽ rất là thiệt hại và nó cũng tác động đến cái tâm lý chung của thị trường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi của quý vị khán giả. MBB đi ạ. Vâng ạ. Với cổ phiếu MBB thì về cơ bản là nó cũng là một cổ phiếu hiếm hoi mà vẫn đang giữ được xu hướng tăng trong trung hạn. Và tôi nghĩ là MBB thì đang có một hỗ trợ khá là tốt ở vùng giá 22. Do đó nên tôi nghĩ là cái khu vực hiện tại có thể là một khu vực mà chúng ta có thể bắt đầu nghĩ đến chuyện là tham gia dần vào cổ phiếu này. Có một cái hỗ trợ khá là tốt ở vùng 22 và xu hướng về mặt trung hạn là vẫn đang là tăng. Thì đây là cổ phiếu khá là tốt trong nhóm ngân hàng. Vâng. Anh nếu như mà là anh thì anh sẽ sử dụng cái phân tích kỹ thuật như thế nào để chọn cái điểm mua cổ phiếu này? Ví dụ thời điểm hiện tại chúng ta thấy là các chỉ báo về để tìm những cái đáy ngắn hạn, chúng ta thấy là các chỉ báo ví dụ như RSI, Stochastic hoặc là các chỉ báo như là MACD, Histogram thì đâu đó là cho chúng ta thấy là vùng này có thể tiệm cận một cái vùng đáy ngắn hạn rồi. Đúng không? Nó chưa xác nhận hoàn toàn, chúng ta cần một cái nhịp vòng lên để xác nhận. Tuy nhiên thì giai đoạn hiện tại là giai đoạn mà nên quan sát cổ phiếu này. Vâng. Có thể có xác suất tạo đáy khá là cao ở đây, nhất là khi mà nó gần một cái vùng hỗ trợ cứng như là 22. Chúng ta sẽ cùng đến với những cổ phiếu khác. Bạn Nam Nguyễn Đức đây hỏi chuyên gia cho lời khuyên với các cổ phiếu nằm trong VN30 đã từng là các cô gái đẹp trên thị trường HBC, NVL, đặc biệt là HVN thì có phải là những cái thách thức đối với nhà đầu tư hay không? Thì thực ra là những cái cổ phiếu này để mà áp dụng phân tích kỹ thuật tôi nghĩ là khó đấy. Rất là khó. Vâng. Yếu tố cơ bản nó đã không đáp ứng được rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Quá nhiều câu hỏi của các quý vị khán giả mà tôi chưa biết chọn câu nào cho hợp lý đây. Vâng. Chủ đề ngày hôm nay là phân tích kỹ thuật các bạn nhé. Nên là chúng ta nếu mà quan tâm thì hãy dành câu hỏi trực diện về các cái cổ phiếu của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với BCM đấy ạ. Như anh Quang có nói là BCM vẫn đang còn chen đúng không ạ?
BCM thì cũng là một trong những cổ phiếu mà vẫn đang giữ được xu hướng ở trên trong nhóm VN30. Thì hiện tại thì BCM tôi thấy là có một cái hỗ trợ khá là cứng ở vùng giá 65. Thì thực ra cái hỗ trợ này thì thực ra là cái hỗ trợ cứng ở vùng giá 65, tuy nhiên thì nó có một nhược điểm là nó đã vi phạm đường MA20. Tức là trong quá trình tăng thì chúng ta thấy là những cái nhịp tăng trước đây thì nó vẫn giữ được trên đường này, tuy nhiên thì cái những đáy gần đây thì nó đã vi phạm ở dưới đường MA20. Do đó nên là chúng ta nên quản trị rủi ro, nếu mà về góc độ kỹ thuật thì tôi nghĩ là nên quản trị rủi ro ở ngưỡng 65, dưới 65. Nếu chúng ta đang có cổ phiếu ở đây thì chúng ta có thể có một cái chặn dưới đâu đó ở ngưỡng 65. Nó không có nghĩa là chúng ta phải bán và bỏ cổ phiếu này, mà là hoàn toàn dưới ngưỡng đó chúng ta có thể có những cái giá vốn rất tốt hơn, và chúng ta có thể tối ưu được cái giá vốn của mình để chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật. Vâng, anh có thể chia sẻ một chút là vì sao anh nhìn ra là 65 là cái ngưỡng hỗ trợ, có phải là đây là cái vùng giao dịch rất là nhiều của cổ phiếu? Thông thường thì trong một xu hướng tăng các bạn thấy là những cái đáy mà nó được tạo ở dưới đường MA thì sẽ thường là những cái đáy hỗ trợ khá là cứng, và hiện cái đáy gần nhất hiện tại chúng ta thấy là nó là cái ngưỡng 65, đúng không ạ? Vâng, thì tôi đánh giá rằng là nếu mà nó vượt qua cái vùng đó, tất nhiên chúng ta luôn luôn kỳ vọng là cổ phiếu sẽ vượt đỉnh và tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên nếu trong trường hợp nó vượt qua cái vùng đó thì chúng ta hoàn toàn có thể là mua ở một cái mức giá thấp hơn. Dạ vâng. Câu hỏi của khán giả về cổ phiếu AAA. Anh có thể chia sẻ một chút về phân tích kỹ thuật. AAA thì thực tế thì nó đang bắt đầu đi vào một nhịp điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Trên khung tuần thì bắt đầu đi vào một nhịp điều chỉnh giảm. Thì đối với cổ phiếu này thì với kịch bản hiện tại thì tôi nghĩ là nếu nó có một nhịp hồi phục lên vùng 11 đến 11.5 thì đấy là những cái vùng rất hợp lý để mình có thể xem xét cơ cấu trong ngắn hạn. Thông thường thì mọi người sẽ nghĩ là nếu mà nó hồi lên tôi bán mất, và nhỡ nó tăng ngược lại thì sao? Thì thực tế cái đó không ảnh hưởng gì, vì là nếu chúng ta bán được ở những cái vùng hồi và sau đó giá tăng tiếp và xác nhận một xu hướng tăng thì hoàn toàn chúng ta có một nhịp điều chỉnh trở lại để có thể cover lại, thậm chí còn thấp hơn giá chúng ta bán. Và trường hợp đấy tôi đã gặp rất nhiều, tức là trong quá trình mà mình mua những cái điểm hồi thì một thời điểm nào đấy bán ở những điểm hồi, đúng không? Mình mua ở những điểm hồi và mình mua ở những vùng đáy và bán khi nó hồi lên ấy. Vâng. Thì có một vài trường hợp là mình may mắn bắt đúng cái đáy thật và nó hồi lên thật và nó vượt lên thật thì cũng không sao cả, vì sau đấy nó sẽ có một nhịp điều chỉnh, và trong đa số trường hợp thì tôi thường mua lại được cái giá còn tốt hơn cái giá tôi vừa bán ở nhịp hồi, nên nó cũng không vấn đề gì cả. Vâng. Lúc mà anh xác định cái điểm mua trở lại đấy thì anh dựa vào chỉ báo nào? Thì thời điểm đó thì về cơ bản nó đã vượt qua các cái ngưỡng cản ở trên rồi, các cái vùng đỉnh ở trên rồi, và nó đã xác nhận cho một xu hướng tăng mới rồi, thì mình chỉ đơn giản là chờ một nhịp điều chỉnh thôi, vậy không cần đến chỉ báo. Và một nhịp điều chỉnh khoảng vài phần trăm gì đó, đúng không? Một nhịp tăng thì sẽ lại có một nhịp điều chỉnh giảm, đúng không? Và xin được cảm ơn anh Quang đã chia sẻ vừa rồi. Thực ra là tôi rất là muốn nghe thêm những cái phân tích, và đặc biệt rằng là những cái kinh nghiệm mà sử dụng phân tích kỹ thuật của anh Quang, nhưng mà rất là tiếc thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết mất rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Quang là chuyên viên chiến lược thị trường đến từ công ty cổ phần chứng khoán VPS đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và cũng một lần nữa xin được cảm ơn sự đồng hành của công ty cổ phần chứng khoán VPS với mục tiêu là kiến tạo giá trị vượt trội và bền vững, đã đồng hành cùng với chương trình Khớp Lệnh trong suốt thời gian vừa qua và cả chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hy vọng rằng là chương trình ngày hôm nay, những sai lầm cơ bản khi mà chúng ta áp dụng phân tích kỹ thuật thì sẽ giúp cho quý vị có thêm những góc nhìn về cái phương pháp này để hoàn thiện thêm chiến lược đầu tư của quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.